ăn đấy. Đây, 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 đây. Từ từ, một tí nữa thôi. Tí tẹo sắp xong rồi. Mẹ đến ơi, anh lên. Không sao phải hay ho quá. Đói đấy. Buồn cười quá rồi. Sắp được rồi. Quen khi nào cho cái bầu sữa vào đây thôi. Bình tĩnh. Nó biết đấy chứ? Không, nó một tí ông đi phê ấy. Đây. Chứ lúc đầu nó không có vị gì, nó thích. Tay giữ này nè, thấy chưa? Chưa, ngày mà sau đi học về cơm có thôi đấy. Này. Ăn nè. Rồi. Ở đây nó có nhà trẻ gửi như ở Việt Nam nhỉ? Có, nhận gửi từ 1 tháng rưỡi. Từ 1 tháng rưỡi. Ô, sắp đi cho cũng sắp miễn phí đúng không? Sắp đi cho cậu về đi thôi. Nói chung là nó có hai loại. Một loại trường công thì miễn phí, trường tư thì mất phí. Cho cậu về đi nhà trẻ thôi, 1 tháng rưỡi nơi rồi. Một tuần nữa 1 tháng rưỡi đấy. Cho đi xem ta giáo dục như nào mới có thể thấy đây quá. Giáo dục thế nào chứ? Nói thế này thì hay ho quá. Cỡ như này học trông nào nhỉ? Khóc váng lên thì nó sẽ phải đông người. Cho ngậm lên suốt. Đến giờ ăn thì nó cho uống sữa, xong rồi nó cho để nằm để chơi. Chăm tầm này cũng khó. Tầm lớn hơn tí. Có cái bọn lớn hơn thì suốt ngày nó phải chơi. Để ý xem có bị ngã với đánh nhau không. Ở đây là đứa nào mà bị cái gì là giáo viên phải chịu trách nhiệm, nhắn về cho bố mẹ mà bảo là hôm nay nó chơi nó bị ngã hay như thế nào. Cái đấy nó cho nó nhanh lấy cái gì mà nhanh đó để nó thủ lạc. Cấp cứu phải cho tin giả này ra mới đỡ gì rồi ngủ xong đợt này khi ngủ bảy rưỡi cứ trời đánh đập đi cậu cả chiều nay mắt chim chím rồi cha quên giấc nào ra giấc nào rồi. Sang xem Annie vẽ tranh buồn cười đấy là buồn cười. Yeah, Annie vẽ này vẽ tranh rồi. Vẽ được mặt người. Lít nó vẽ bố mẹ nó giống cái ảnh ghê. Ba đứa nó cũng say mê vẽ nhỉ. Hội họa. Tình trạng hai anh chị thế nào? Dạ. Chị xin ở đâu? Cũng chưa biết. Cali Somia là biết nhất. Không, sẽ... Bác Lý hỏi gì thôi. Yeah. Trên Facebook. Trời.